Thì hôm nay là ngày chủ nhật ngày 9 tháng 9. Thì hôm nay mình cũng nghỉ nghỉ làm. Thì mình sẽ làm một cái clip về chăm sóc chó Rottweiler. Thì một trong những cái điều cực kỳ quan trọng luôn trong quá trình mình chăm sóc một chú chó Rottweiler để khỏe mạnh, đó là cách tắm chó Rottweiler như thế nào là thật là sạch sẽ và chính xác nhất. Thì mình sẽ quay một cái clip trực quan trong quá trình mình tắm luôn cho các bạn theo dõi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ xin tiến hành luôn cái clip này với các bạn nhé. Ok, các bạn theo dõi nha. Nhưng mà điều đáng chú ý ở đây là khi mình tắm những chú chó còn nhỏ, đặc biệt là những giai đoạn từ 2 đến 5 tháng, 2 đến 5 tháng tuổi, là mình tắm là mình phải chú ý cái gì. Thì mình sẽ trình bày luôn cho các bạn. Đó là nếu mình tắm nên chọn thời tiết, những cái múi giờ nào phù hợp. Nếu chúng ta tắm vào trời quá nắng hay là quá lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chú chó lên. Thì thông thường là mình sẽ tắm vào 10 giờ, 10 giờ sáng hoặc là 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ chiều là trời không quá nóng, thì mình sẽ tắm vào những cái múi giờ đó. Chúng ta không nên tắm vào thời tiết quá lạnh hoặc là quá nóng nha các bạn, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến chú chó Rottweiler rất là nhiều. Và đặc biệt là sau khi chúng ta tắm xong thì chúng ta phải dùng một cái khăn khô để chúng ta lau cho chú chó Rottweiler đó, bởi vì chúng ta không thể để như vậy mà bỏ vào chuồng luôn, bởi vì lông của những chú chó Rottweiler nó
sẽ rất là dày, đặc biệt là những giai đoạn còn nhỏ nó sẽ rất là dày, nó không thể giữ hết được cái lượng nước ở trên lông của nó, nên các bạn cần phải lau khô hoặc là dùng những cái máy sấy tóc. Những cái máy sấy tóc của mình á, mình sẽ sấy để khô cái lông đó của nó, mình sẽ như vậy sẽ là rất là tốt cho sức khỏe của nó. Thì đó là những điều mình vừa mới trình bày xong, thì cũng khá là ngắn gọn cho các bạn để nắm cái kỹ thuật tắm cho nó chính xác. Thì mình mong muốn là sau cái clip này thì các bạn sẽ rút thật là nhiều kinh nghiệm, những cái kỹ thuật để mình phát triển, mình chăm sóc chú chó mình tốt hơn. Ok, thì mình xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy clip hay là ý nghĩa thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.